xuống rồi. Cái gì vậy? Chuẩn bị khấu tròn không thấy mệt. Tại vì khấu tròn không thấy mệt đâu. Lên, lên, lên. Này rớt xuống cháy đó ngài dở mồ. Rớt xuống cháy đó. Chỗ này nước chỗ này. Bơi được mà. Bơi khỉ á. Xuống. Đó, nước sái đâu nào. Không nước không sái mà rớt cái điện hạn chân kìa. Nó xuống ruộng nè. Nó hạn chân gì? Trời nó đi chân. Chứ bơi chứ. Họ nó biết rồi, sơ mới đi tắm biển đồ mỗi lộn một phó cái gì hết đi luôn. À. Liều đi cho vui đi thôi chứ. Xin chào. Phương nghe ảnh đẹp với Phương nè. Đẹp cái này đẹp lắm đó. Chụp nước lên chút các bậc thời cho hình ảnh sống từ chụp nó lái từ từ nha. Lái từ trên lên xuống dưới. Lần lần vô làm YouTube hay. Hay. Lộn đi vui đấy. Rồi thêm một thanh niên chuẩn bị đi này. Cái đầu thanh niên kia mặc đàn lấy đi đây. Nó quay đầu rồi. Giỡn chứ là lồn YouTube mà kiếm được ngon người đăng ký đồ ra đó chứ bộ Vương. Dạ, hồi xưa Lý không kiếm được 100 đô mà rút đó được. À. Rì ấp đó cho rút. À, rì ấp làm gì rút được. Rì ấp là làm đâm rồi, rì ấp lại rồi. Là ăn trộm ăn trộm ăn trộm video của họ đánh giá bộ quyền đố hạng cho rút. Tiền không vô với đố hạng cho rút. Cái thằng rì ấp nó phải dọn là thằng trao không á. Bằng phim nè, hay là phim á, kẹp phim. Qua thằng câu con chú xô nó ra hồi nào lộn chi nó Vương. Đi lồn bay nở thắt mà. Đi lồn nở thắt, chơi lấy chưa? Đi mua đưa đó. Đó nữa. Vô 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 đứng vô mọi người ơi. Ê, làm vậy? Anh đi nhà quận nhà miết mà. Đói, đói, đói.